kiểm lâm Rose câu chuyện về tính tò mò và chơi mà học. Nhìn ốc đảo kìa, cơn mưa bão làm nó tiêu điều quá. Thật là lộn xộn. Hai chúng ta xuống dọn dẹp là nó sẽ lại đâu vào đó ngay thôi. Đỡ này Stomper. Mặt trời làm cát bỏng quá, đôi chân người tuyết của mình không chịu nổi mất. Mát quá. Bạn xếp ghế gọn gàng quá Stomper. Nước bốc hơi nhanh thật đấy. Mấy vũng nước biến mất rồi. Giò ma thuật đấy. Thực ra nước ngâm xuống đất, một số thì bốc hơi vào không khí. Vào không khí ư? Thế thì càng đúng là ma thuật rồi. Mình không nghĩ vậy đâu Stomper. Nhìn nhá, mặt trời làm ấm không khí, không khí hấp thụ những hạt nước nhỏ. Quá trình đó gọi là bốc hơi. Bốc hơi. Vừa nãy bạn nhìn thấy, giờ thì không. Đón xem Kiểm Lâm Rock trong khung giờ Cartoon Network trên các thử network.